Rồi, nhà vườn Châu Chảo thân mến chào các bạn nha. Hoan nghênh các bạn đến với kênh nhà vườn Châu Chảo. Thì thưa các bạn, hôm nay nhà vườn Châu Chảo xin giới thiệu với các bạn một cái lô đất của gia đình muốn bán nha. Thì thưa các bạn, cái lô đất này á, nó nằm ở mặt tiền đường à, bây giờ nhà vườn Châu Chảo nói về cái vị trí nha, nó là ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Thì cái lô đất này nó cách cái quốc lộ 1A đó là khoảng 5 phút chạy xe gắn máy, khoảng 1,5 cây. Từ đây ra đến chợ Mỹ Đức Tây, cầu Mỹ Đức Tây và quốc lộ 1A, nó cách cái đường cao tốc Trung Lương, đường dẫn cao tốc Trung Lương ở xã An Thái Trung nó khoảng 3 cây số. Và nó đi cuối con đường này nó là cái bến đò Cái Thia, nó đi qua Mỹ Lương và nó qua bên kia là xã Hòa Khánh và có đường quen sông Tiền. Thì nó có 2 cái dự án cầu, một cây cầu bắc qua phía bên kia Mỹ Lương và một cây cầu từ phía bên đây bắc qua bên kia chợ Cái Thia đó. Rồi thưa các bạn, bây giờ thì mình muốn nói diện tích của đất này, thì từ cái trụ đá này kéo dài qua bên trụ đá kia, kéo dài qua bên trụ đá đằng kia nha đó. Từ cái trụ đá này kéo dài qua trụ đá đằng kia thì cái diện tích của cái đất này á, là nó bám theo mặt đường này á, là 17 mét mặt đường nha. Đây là đường bê tông, đường này là bây giờ hiện hữu là 4 mét nhưng mà nó sẽ là ra 5 mét, từ 5 mét trở lên nha. Đường này là thuộc về đường liên thôn nhưng mà được cái dự án này là của dự án tỉnh tài trợ nha. Rồi cái lô đất này cái hướng là nó hướng chánh nam nha. Đó, hướng chánh nam đó. Thì cái lô đất này hiện giờ là nó là đất trồng cây lâu năm và được lên thổ cư khoảng 300 mét vuông, tối đa là 300 mét vuông. Được lên, bà con được lên cái thổ cư khoảng 300 mét vuông. Và cái lô đất này á, là nó chiều dài mặt trước nó là 17 mét, chiều sâu vô á, là nó khoảng 95 mét. Nó hai cạnh nó không đồng đều nhau, có một cạnh nó 100 mấy chục mét, một cạnh nó là 95 mét. Thì tổng cái diện tích lô đất này là 11.430 mét nha, 1.430 mét đó, 1.430 mét. Thì hiện giờ trên lô đất này nó có một số cây như là cây chôm chôm, cây mít, cây dừa gì đó, nhưng mà sau này các bạn nào cần thì mua lô đất này và cải tạo lại làm nhà nghỉ dưỡng, mua để dành, vì cái vùng này nó sẽ là tăng giá. Và cái vùng này là cái vùng mà gọi là nông nghiệp ven sông Tiền, rất là trù phú nha. Đó, thì cái giá đó là mình sẽ báo sau. Thì bây giờ đó, nếu thật sự bạn nào cần á, thì có thể là nhìn ở dưới màn hình này nha, số điện thoại là 0908813466, mình tên là Tính nha. Vì lô đất này cũng là của gia đình mình nên các bạn yên tâm là không có qua trung gian hoặc cò kiết gì nha. Đó, thì nếu mà các bạn xem được cái video này, nếu bạn nào cần thiết thì liên hệ với mình theo số điện thoại mình vừa cho và mình sẽ để lại cho các bạn cái giá hữu nghị nha. Mình nhắc lại vị trí lô đất này là ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Đó, rồi bây giờ thì nói chung là mình đã nói những cái lô đất này nó đã hết rồi. Và về pháp lý của nó nha, pháp lý của nó là sổ hồng chính chủ nha, và không có tranh chấp nha, đảm bảo không có tranh chấp. Và trước khi các bạn đến mua lô đất này thì các bạn sẽ được mình đưa lên ủy ban gặp địa chính để địa chính nói rõ về lô đất này và đảm bảo về tính pháp lý của lô đất này cho các bạn yên tâm nha. Lô đất này rất rất thích hợp cho những bạn nào mà bỏ phố về quê và các bạn mà muốn ra riêng lập vườn, xây một cái nhà nho nhỏ và trồng cây, vì cái vùng này là vùng đặc sản chiên canh của Tiền Giang nha. Rồi nhà vườn Châu Chảo không có nói nhiều được, nhà vườn Châu Chảo chỉ nói ngắn gọn và những cái nội dung xúc tích vậy thôi. Thì bây giờ nhà vườn Châu Chảo mời các bạn lên xe để mà chạy cùng nhà vườn Châu Chảo thẩm định con đường này từ đây lên tới quốc lộ 1A và chợ Mỹ Đức Tây nha. Rồi bạn nào cần thì liên hệ lại mình, số điện thoại mình chạy ở dưới màn hình này nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem nhà vườn Châu Chảo nói. Trân trọng kính chào nha.
Rồi bây giờ mời các bạn đi vô tham quan cái lô đất này nha. Thì cái lô đất này là ngày hôm qua đó là gia đình mình mới vừa tẩy cỏ xong. Thì mình đi là bắt đầu mình đi từ cái đường bê tông này nè. Đó, mình đi vô. Mình đi vô, nó chạy sâu vô trong kia nha. Đó, mình chạy sâu vô trong kia, bây giờ mình đi. À, đây cái mương. Đó là các bạn thấy là có một số cây nè, cây chôm chôm thái nè, đây chôm chôm thái nè. Ở đây là cây bòn bon kìa. Đó, ở trong kia là mấy cây dừa. Đó, mấy cây dừa để mình kiếm đường mình đi qua. À, mình đi đường bên kia. Rồi, bây giờ các bạn theo mình đi qua đường bên đây nha. Tại vì ở đây mắc cái mương, không có qua được. Đây là đường bê tông nha, mình đang đi trên đường bê tông đây. Đây. Kế bên đây cũng có một lô đất nữa. Để mình đi nha. Đó. Rồi mời các bạn xem với mình cái lô đất này nha. Đó, thì bây giờ từ cái ganh cục đá này nè. Đó. Nó qua cái ganh cục đá đằng cái đám môn đằng kia đó, chỗ cái môn xanh xanh đó nha. Đó là cái mặt tiền của lô đất này. Bây giờ mình đi vô. Mình đi vô cái lô đất này nha. Đó. Đây. Là từ ngoài từ đường bê tông này nè. Đó, mình đi vô. Đó, nó chạy thẳng. Để mình đi vô một đoạn thôi nha các bạn, để cho các bạn xem. Đây, những cái cây. Đây là cây dâu và bòn bon, dừa. Đó. Nó xa, nó sâu lắm các bạn, vô là nó có một số cây ăn trái sẵn luôn kìa. Đó, bên kia là chôm chôm, chôm chôm thái nha. Đó, nó có những cây mít thái. Cái này các bạn về thì các bạn không thích thì các bạn có thể là đốn hết. Còn các bạn nếu thích thì các bạn để lại và các bạn chỉ làm cái nhà thôi. Đó. Đó, nó dâu sâu vô dưới kia. Và nó có những cái đường nước, nước mương kế bên nha. Nó có những đường nước, nước mương kế bên. Đó, các bạn thấy mít thái không? Đó, nó có trái kìa. Đó. Rồi mình đi một đoạn vậy để các bạn xem cái lô đất này nó như vậy nha. Rồi bạn nào cần thì liên hệ với mình nha. Đó. Số điện thoại thì mình để sẵn hết trơn rồi đó, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Đó. Rồi mình chào tạm biệt các bạn nha. Ok. Để thẳng ra tới đầu lộ luôn. Rồi đây là cái con đường gọi là liên thôn. Nó con đường này nó bắt đầu từ chợ Mỹ Đức Tây, quốc lộ 1A. Cuối con đường này nó là bến đò Cái Thia. Thì xung quanh cái hệ thống tiện ích này, cơ sở hạ tầng thì nó gồm có chợ, bến xe nè. Rồi nó cách, mình nói thêm là cái lô đất này cách bến xe Phương Trang nó cũng khoảng 3 cây số thôi nha. Đó, các bạn đi Sài Gòn hoặc là đi các cái tỉnh Đà Lạt hay là đi các tỉnh miền Đông thì dẫn ra cái bến xe Phương Trang ở xã Hòa Khánh nha. Rồi nó gần trường học nè, rồi chợ, rồi trung tâm y tế, trung tâm y tế xã, rồi trung tâm y tế của huyện. Rồi nó có hệ thống ngân hàng. Hệ thống ngân hàng thì các bạn nó cách cái chỗ này cũng khoảng tầm 4 km à. Nếu mà cái chỗ này á, mà khi mà cái dự án hai cây cầu dân dây mà bắc qua bên sông Mỹ Đức Tây á, và bên kia sông Mỹ Lương á, thì cái lô đất này nó sẽ biến thành cái nơi gọi là nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng rất là tốt nha. Nó biến thành cái nơi nghỉ dưỡng. Đó. Thì bây giờ các bạn đang đi trên một cái con đường bê tông từ lô đất mà ra tới ngoài quốc lộ 1A chợ Mỹ Đức Tây. Nãy giờ xe mình chạy chỉ có 2 phút thôi, thì còn khoảng 3 phút nữa là các bạn sẽ tới. Vì cái cự ly này nó rất là gần. Đó.
Đó, các bạn thấy cái lô đất vừa rồi họ vừa bán rồi là có người ở thành phố về, các nhà đó là họ là bỏ phố về quê đó. Thì cái vùng này rất là yên tĩnh và an ninh nha, an ninh và yên tĩnh lắm. Nếu các bạn mà bỏ phố về quê mà ở đây thì quá tuyệt vời rồi, vì cái tiện ích xung quanh nó quá nhiều. Và đặc biệt là ở cái vùng này đồ ăn và thức ăn rất rẻ và ngon. Chợ thì họ bán toàn là những cá đồng, cá sông, rau vườn. Hoặc là các bạn cũng có thể lên siêu thị Bách Hóa Xanh ở xã An Thái Đông, mà chợ Củ Cò xã An Thái Đông nó cũng có siêu thị Bách Hóa Xanh. Nếu các bạn cần thì nó có nhiều cái tiện ích lắm. Nói chung là ở đây nó cũng không phải là như dạng bỏ phố về rừng, mà nó là bỏ phố về vườn. Cái từ đúng của nó là bỏ phố về vườn nha, chứ không phải bỏ phố về rừng. Và người dân ở đây rất thân thiện và rất là nhiệt tình. Họ thiện chí, rất là thiện chí và thân thiện. Vùng này là vùng trái cây chuyên canh của tỉnh Tiền Giang. Đó, bây giờ xe mới chạy có 3 phút rưỡi thôi đó, mà mình thấy là mình đã nghe tiếng xe của quốc lộ 1A chạy rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy không, vùng mít chuyên canh nè. Mít bạc ngàn luôn. Trái cây đặc sản rất là ngon. Đặc biệt là cái vùng này, vùng cái bè Tiền Giang này, trái cây đặc sản rất là ngon. Vì cái vùng miền Tây Nam Bộ nó có được cái tỉnh Tiền Giang là vùng trọng điểm trái cây, nhưng mà riêng những cái huyện mà ven sông Tiền thì đặc biệt là đất mới tốt. Thì cái xã Mỹ Đức Tây này nó nằm quen cái sông Tiền đó. Huyện Cái Bè thì nó nằm quen sông Tiền rồi, xã Mỹ Đức Tây nó nằm trong cái sông Tiền đó. Rồi với lại xã Cái Lậy, huyện Cái Lậy là hai cái huyện là nằm quen sông Tiền, bởi đất đai rất là tốt. Đó, mình ra rồi tới chợ rồi nha các bạn. Tại vì xe mình, tại vì quay để cho các bạn thấy rõ thì mình chạy rất là chậm. Thì bây giờ là nó mới 4 phút rưỡi à. Chứ còn nếu các bạn chạy nhanh như các em thanh niên mà nhanh á, thì nãy giờ là các bạn chạy tới rồi là 4 phút rồi. Đó, xa xa mình là cái trường học của Mỹ Đức Tây nha. Trường này là vừa trường tiểu học, trung học luôn nha. Đó. Rồi bắt đầu mình gần rồi tới chợ rồi nha. Về đấy, được rồi. Đây là ra tới đầu chợ, chạy thẳng. Đây là trường học nha, đó, trường học cơ sở Mỹ Đức Tây đó. Mình ra nữa là tới đầu chợ. Đó, phía trước mình là quốc lộ 1A rồi đó nha. Đó. Thì xung quanh đây thì các bạn yên tâm đi, về cái cơ sở hạ tầng thì rất là tốt. Tuy là nó không bằng thành phố, nhưng mà cái bỏ phố về quê á, các bạn sẽ không lạc lõng lắm. Các bạn không lạc lõng lắm trong cái việc bỏ phố về quê. Rồi đây là cái cổng vào, cái cổng đường vào đô đất. Rồi đây là, để mình xuống nha. Đó. Đây là cái quốc lộ 1A nha. Rồi bên tay phải mình là các bạn về Sài Gòn nha. Đằng kia là cầu Mỹ Đức Tây, đằng kia là chợ Mỹ Đức Tây. Còn đằng kia là hướng về Mỹ Thuận, cao tốc Trung Lương nha. Rồi mình chào các bạn nha.